10 tháng 5 em đang có mặt tại chợ trẻ và em đang phủ bạc cho các khách hàng nhé. Khách hàng nhuộm màu nâu này, màu nâu của công ty Dạ Thảo Liên nha. Em dán nhé. Hôm 30 tháng 4 đi. Đăng dấu của công ty nhé. Nhuộm chân rất là hiệu quả nha. Đây bên trong là lọ màu nâu. Màu lẫy nhé các bác nha. Bên trong hộp có lược trải này, hướng dẫn sử dụng này, và găng tay nhé các bác nhá. Các bác nào mà bị tóc bạc thì cứ liên hệ với em để có